Này, nó như này này, lăn chuột bình thường là người ta lăn vậy đúng không? Lăn như vậy đúng không? Bây giờ nó như này này. Nó quay này các bạn thấy không? Giờ là quay nhưng mà như trống trống luôn, cái nút giữ con lăn chuột lại hết xài được rồi. Giờ lăn đâu có tác dụng luôn à. Cái vé chứ à. Thì chị Tana. Chứ giờ làm gì giờ? Đẩy nó la thôi, chúng nó toàn mấy con lao vàng. Con ti hơi đầm. Toàn con ti đầm. I will keep going. À, bây giờ mở kèo là cũng mệt thế này, không có con lăn ngồi kiếm kèo cũng mệt. I orchestrate death. You are to understand harmony. Discord is required for contrast. Minions have spawned. Ra mớt. Ra mớt ulti mà cho gác. Rồi, chụp đầu nó rồi, rồi. Đấm nó bạn, đã biết năm sắc thì sợ đéo gì thằng xét. Chạy liền. My tail justifies all actions. My theater is the mind. Beyond reason. This is your curtain call. Má, vậy cũng tới nè. Vậy cũng tới nè. Vậy cũng kéo được nè. Cài tên à? Thế nó cũng kéo được. Họ thích cũng làm được. A costume, some makeup, a spray of blood. Fit của The Queen. An ally has been slain. What sweet sadness is killing. An enemy has been slain. An ally has been slain. The trigger on a loaded weapon, it whispers for us to act. Through my word, I shall transcend. Ah,
get nervous before every performance, but I need that feeling. Nhắm chờ với Thảo. Nhắm chờ với tôi các bạn. Mày cho biết cái là mày đi ngay. Né cái nhẹ liền. Nhắm biết là mày đi. Mát hả? Ok. Cờ thì từ từ thoải mái tinh thần được chơi các bạn. Chơi cờ trầm cảm vậy gì nữa. I never hurt anyone. It is the performance that kills. It's so difficult to work under these conditions. Archer, căng đường về liền. Ủa gì vậy thì căng đường về thôi các bạn. Mấy cái đấy cơ bản mà. Mày đi. Ô cái gì đấy? Sao Viego sầm cứt nếu mà muốn á? Ông Viego để nó ra xuống chạy nhục. Nhục. Viego bây giờ hắt não các thứ. Hắt đúng cái thằng đéo có não. Cái chiêu này là hơi khó né nha. Chiêu này hơi khổ à. Apply được mấy cái kia chứ cái này hơi khó à. Cái này hơi khó.
An enemy has been slain. Everyone wears a mask. I just chose to create my own. So it's hot. An enemy has been slain. Good fun, huh? Chơi không nhá. My critics are usual. Art shall blossom from your finger. Đâu tí phít đồ ra đấy các bạn, đây có một tí phít đồ tích. Ecstasy of opening night. Enemy double kill. Rồi. An icon doesn't have to explain himself. You have slain the king. À, dính rồi kìa, mà nó không chết kìa. Dính rồi nó không chết này. Nó có cái red nó hồi lại, hồi máu lại. This art is a compulsion. I cannot resist it. An enemy has been slain. Watch my puppets dance. Ây da, kết quả này thì công giác này là chịu nha. Enemy double kill. Fit thằng Tiên Quyên đi một vòng. Săn vãi. Ừ, chiếc tên đang ngàn đam rồi mọi người này. And then they dance. An enemy has been slain. You
your team has destroyed the turret. Prepare. This will be easier. Đang đất lưu hay thế là transcend. Behind every mask is another mask. Con giáp liền nó nguy hiểm quá. Với bờ lít nó tăng trâu quá. Rồi hay lắm. Chạy đi đâu? Queen đấy chạy đi đâu? Đâu rồi? Chắc chẳng Baron đúng không? Với bờ lít này nó lên nhiều giáp quá. Cái từ gió nó đứng ngay trong cái bụi, không nhìn rõ. À không sao, full stack này là cái này hồi nhau. I am the singer without a voice, the dancer without legs. Giác này
Mẹ, cái chiêu đấy thì hơi khó nha. Chiêu đó là hơi khó đỡ. Thì chiêu đấy thì chịu à. Skill đấy thì hơi khó đỡ. Ủa rồi. Ông ra mớt kìa. Ông ra mớt cho công ty cho gác mà để không năm kìa. Ra mớt này gà thật. Ra mớt bây giờ mà còn chưa cắn xong quái nữa. Không cắn được người một sát nào luôn. Ra mớt ván này gà thôi. Cầm con ra mớt mà trong cái chế độ này cầm con ra mớt là mẹ easy mạnh luôn. Múa. I can't live without the euphoria of performance. Bro này. Mình không có lấy cái điểm mà theo thời gian tăng đam nên ít đam. Lên 1k hơi khó. Ăn 2 con rồng lửa chắc là đi. I swear each performance is the last, but I lie every time. Bắn cho mất người luôn. You will learn what beauty truly is. An enemy has been slain. Mayumu à? Bộ cơ di chuyển thôi, chúng tôi là chỉ chậm lắm đấy, ngàn đam mà này. Đó, quỷ Yasuo nó chặn từng gió, nó có bắn được đâu. Mù
Đó, giải trí đi. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình ghép tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch.